trưởng Bộ Công an điều động tăng cường 400 cán bộ về các xã biên giới, các trọng điểm phức tạp về tình hình an ninh trật tự. Ngày 15 tháng 10, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi gặp mặt cán bộ tăng cường công an xã biên giới trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Tại buổi gặp mặt được tổ chức dưới hình thức trực tuyến giữa hai đầu cầu Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, tham dự buổi gặp mặt có Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, đại diện lãnh đạo đơn vị trực thuộc bộ, các học viện, trường Công an Nhân dân và gần 400 cán bộ chiến sĩ được điều động tăng cường công an xã biên giới trọng điểm phức tạp về tình hình an ninh trật tự. Thực hiện chủ trương tăng cường lực lượng trực tiếp chiến đấu hướng về cơ sở, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ cấp xã, xây dựng công an xã chính quy, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch điều động cán bộ đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Bộ Công an về công tác tại công an xã biên giới trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Quá trình triển khai thực hiện, các đơn vị trực thuộc Bộ Công an đã chủ động, tích cực làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, động viên, khuyến khích cán bộ chiến sĩ. Những cán bộ được tăng cường đều là cán bộ được đào tạo bài bản, có tuổi đời trẻ dưới 35, sức khỏe tốt. Nhiều đồng chí mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng vẫn viết đơn xung phong, tình nguyện đến công tác ở các xã, tạo khí thế thi đua sôi nổi của tuổi trẻ công an nhân dân. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định, chủ trương điều động cán bộ của cơ quan bộ đến nhận công tác tại các xã biên giới trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, không chỉ tăng cường bổ sung lực lượng cho công an xã, mà đồng thời còn tạo điều kiện để các đồng chí được trải nghiệm, rèn luyện, thử thách, bổ sung kinh nghiệm thực tiễn. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương, đánh giá tinh thần xung phong nhận nhiệm vụ, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì khi Đảng, Nhà nước và nhân dân cần đến. Đồng thời đề nghị thời gian tới, cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị địa phương, tổ chức đoàn thanh niên các cấp tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng cán bộ chiến sĩ, quan tâm động viên để cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác. Đối với cán bộ được điều động về công tác ở các xã biên giới, cần khẩn trương khắc phục khó khăn, sớm hòa nhập với môi trường công tác mới, bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ được giao. Tuyệt đối không có tư tưởng công tác ngắn ngày, phải xác định đây là nhiệm vụ được tổ chức phân công, là cơ hội để phát huy trình độ nghiệp vụ được đào tạo, đồng thời là trải nghiệm và thử thách để rèn luyện ý chí, bổ sung kinh nghiệm thực tiễn của bản thân. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng yêu cầu cán bộ được điều động về công an xã biên giới phải gương mẫu trong lời nói, hành động, tác phong công tác, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần phục vụ nhân dân với phương châm hành động, lúc dân cần, lúc dân khó, có công an, tích cực phối hợp với các lực lượng tham gia công tác phòng chống COVID-19 tại cơ sở, triển khai nghiêm các nhiệm vụ đặc biệt trong lực lượng công an nhân dân với chủ đề tận tụy, gắn bó, thân thiện, an toàn và an dân. Tại địa bàn cơ sở, chú trọng đến văn hóa ứng xử, công an xã chính quy, am hiểu về kiến thức xã hội, phong tục, tập quán, nắm chắc tình hình địa bàn, trọng dân, gần dân, sát dân, có tư duy đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, phục vụ yêu cầu công tác. Đại diện cán bộ được điều động về công an xã biên giới trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng úy Nguyễn Văn Tuân, cán bộ chuyên trách Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị nhấn mạnh, đa số các đồng chí được điều động tăng cường đều viết đơn tình nguyện tham gia với tinh thần trách nhiệm cao, khẳng định luôn nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện, xác định tâm thế sẵn sàng đi bất cứ nơi nào, làm bất cứ việc gì khi tổ chức tin tưởng và giao phó. Trên đây chúng tôi vừa gửi đến quý vị và các bạn thông tin về việc điều động cán bộ chiến sĩ về các xã biên giới, các trọng điểm phức tạp về tình hình an ninh trật tự của Bộ Công an. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi.